Rồi mến chào cả nhà ha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở phía sau cánh đồng ruộng nhà mình nha cả nhà. Thì hiện tại hồi chiều nó có một đám mưa hơi nhỏ. Thì ở cánh đồng ruộng mình chuẩn bị gặt lúa xong hết rồi. Đó, thì chuẩn bị xà lại. Đó. Các bạn cũng thấy là gốc gạ đang lên nè. Hôm nay mình đi ra đồng mình bắt ếch nha cả nhà. Và cả nhà cùng theo chân của lúa mình đi sờ ếch đêm nha cả nhà. Hy vọng là có vài con về mình kho. Mình phát hiện đây có một cái ánh đèn, có một con ếch. Con ếch này nó cũng chồng các bạn. Một em cả nhà. Con này ít đực cả nhà. Chán luôn. Để mình bỏ máy xuống, mình bỏ nó vô bọc. Đây là cái túi lưới của mình các bạn. Con đầu tiên nha. Cho em một em. Rồi hy vọng bữa nay sẽ được nhiều các bạn. Bây giờ mình sẽ ốp máy, khi nào có ốp mình sẽ quay cho các bạn coi tiếp. Một con gò ma này. Gò ma. Nó lại được. Mình bắt nó được. Con này chắc nó bay tốt. Bài à? Hai bà con. Nó hỏi luôn. Nặng rồi các bạn. Buồn quá. Mình sẽ mò. Mới thò tay như nó nhín luôn các bạn. Lên dữ à. Nào em nè. Mình bỏ vô. Cái này hai ba con ạ. Này có một con to. Nó không có mà. Này một em. Con này nhỏ. Đây là cái bần ở miền Tây mình là vậy. Trái qua trái rồi. Gục luôn thôi. Đường chính gục luôn. Thứ này. Các bạn.
ngon lắm. Ra xuống rồi đó. Đây. Nó cũng chậm. Ếch mùa này nó béo. Em các bạn thấy em nổi chắc ăn con này ít được đã chưa hay được mớ hay cũng 7-8 con các bạn đủ ăn rồi đó. Là con cóc các bạn. À, chuối hả con? Chuối hả con? Đây nè các bạn. Đấy. Đây nè. Con cũng chậm nữa à. Dù bọc nè mớ nhiều các bạn quá trời ăn con nữa các bạn rất là nhỏ nhặn luôn nó mà cực mềm nè thấy không chạy hay con rất nhỏ không các bạn đó đây là thành quả của mình ha đây mình đi cũng được mấy con ếch các bạn đó. Là mình thấy vô ngày mai làm cái gì ăn kìa.